Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Hilo. Anh em chờ một chút. Dàn lạnh này được sản xuất bởi công ty Denso tại Thái Lan. Chờ một chút để em lấy cái dao. Quay, em mở đi trước khi quay. Công ty Denso tại Thái Lan anh em nhé. Đây chính là cái dàn lạnh này đấy. Trong mỗi một hộp từ giờ Denso Japan đến Denso Thái Lan tất cả đều có mã số hết. Dàn lạnh đời này nó dùng van vuông anh em nhé, made in Thái Lan này, là hệ Goodyear, công ty Denso tại Thái Lan. Đây chính là cái dàn lạnh này. Đấy, anh em cùng nhìn. Dàn lạnh được sản xuất bằng nguyên vật liệu chính là hợp kim nhôm cao cấp anh em nhé. Đây. Anh em mà quan tâm tìm hiểu hoặc cần tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.